bạn dẫn nguyên gia đình đi coi phim. Không, không nói lại coi. Mày đang làm gì hả? Anh đang đi coi phim Lật Mặt. Lật Mặt hả? Em nghe cái đại lật, mình lật mặt. Không đi coi. Hứa với mọi người tại vì rất là thích cái phim này luôn, nhưng mà tại bây giờ mà chờ một tiếng rồi coi 2 tiếng là 3 tiếng chiều hết. Nó xạo đó, nó không thích coi phim Lật Mặt đâu. Chưa tại... Lý Hải đừng kêu xô. Lý Hải ơi, em đừng có kêu xô thằng Lê Văn Hậu nha. Tên là không, tên Lê Văn Hậu là gạt liền. Lê Văn Hậu mai mốt có phim gì cũng đừng kêu nó đâu. Xem xong Lật Mặt, Lý Hải, anh chúc mừng em, một bộ phim Việt Nam rất là hay. Anh đang xem phim Lật Mặt của em về rồi, trong lòng rất là cảm thấy là hưng phấn và cảm thấy là hạnh phúc, lẫn luôn cả cảm giác như là rất là danh dự vì phim Việt Nam càng ngày càng hay. Cố lên, sẽ có Lật Mặt 5, 6, 7, 8 nữa nha. Nhớ Lật Mặt 5, 6, 7, 8 gì phải có anh và Lý Hải. Anh muốn tham gia với em, không cần lương phản gì cả. Anh muốn đưa nền điện ảnh Việt Nam ngang tầm với quốc tế. Ok.